Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 5 chỉ huy của lực lượng không quân Hamas kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Theo lực lượng phòng vệ Israel, 5 chỉ huy Hamas gồm 3 người ở thành phố Gaza, 1 người ở phía bắc Gaza và 1 sĩ quan thuộc tiểu đoàn Jabra Tel Ahil. Cùng với đó, Israel cũng đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không. Hiện Hamas chưa bình luận về tuyên bố này của Israel. Bộ Y tế Palestine ở Gaza cáo buộc Israel tấn công vào trại tị nạn Al-Shati ở Gaza vào cuối ngày 23 tháng 10, khiến nhiều người Palestine thiệt mạng và bị thương. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, Israel tiếp tục tấn công khắp dải Gaza trong ngày 23 tháng 10 và tập trung vào các khu vực xung quanh thành phố Gaza. Trong ngày, Israel đã tấn công các khu vực rộng lớn mà Hamas hội quân. Hàng chục lính Hamas và các chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng. Israel đã chặn hai máy bay cố gắng bay qua dải Gaza và ngăn cản hoạt động của lực lượng không quân Hamas. Cũng trong ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant cho biết Israel đang chuẩn bị cho một chiến dịch đa mặt trận nhằm vào Hamas từ trên không, trên bộ và trên biển, theo đài CNN. Theo Bộ Quốc phòng Israel, ông Gallant đã tới thăm căn cứ hải quân Ashdod và đánh giá tình hình hoạt động hải quân. Thông điệp của tôi gửi tới những người lính là làm tốt lắm, các bạn đã rất xuất sắc. Hãy tiếp tục chuẩn bị cho chiến dịch của chúng ta. Nó sẽ đến sớm thôi. Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho bước tiếp theo. Một chiến dịch đa mặt trận ở trên không, trên mặt đất và trên biển, ông Gallant nói. Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Israel, ông Herzi Halevi cho biết, lực lượng lục quân nước này đang chuẩn bị rất tốt cho một cuộc tấn công đổ bộ vào dải Gaza, theo The Times of Israel. Ông Halevi nói rằng Israel muốn Hamas tan rã, và đó là lý do tại sao Israel dồn lực tấn công quy mô lớn. Israel đang nhắm đến các chỉ huy cấp cao, lực lượng đặc nhiệm, phá hủy cơ sở hạ tầng với quyết tâm cao độ. Lý giải về việc chậm trễ trong cuộc tấn công vào Gaza, ông Halevi nói rằng chỉ huy Israel đã cân nhắc về chiến thuật, chiến lược và các lực lượng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tốt hơn. Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn căng thẳng khi Israel vẫn quyết tâm tiêu diệt Hamas và giữ cường độ không kích mạnh vào dải Gaza. Về phía Hamas, cánh quân sự của Hamas ngày 23 tháng 10 thông báo trả tự do cho hai phụ nữ cao tuổi sau nỗ lực đàm phán của Qatar và Ai Cập. Hai phụ nữ này là công dân Israel Yocheved Lipschitz, 85 tuổi, và Nurit Cooper, 79 tuổi. Hamas nói rằng lực lượng này thả hai con tin vì lý do nhân đạo. Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Israel hoan nghênh những nỗ lực của lực lượng phòng vệ Israel và các cơ quan an ninh Israel trong những ngày qua đã làm việc cật lực trên tất cả các kênh để mang con tin trở về, cũng như vượt qua mọi trở ngại do Hamas đặt ra. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết, hai con tin hiện đang được đưa đến một trung tâm y tế ở Israel và các thành viên gia đình họ đang chờ ở đó. Hamas tới nay đã thả 4 người bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào lãnh thổ Israel. Trước đó, Hamas đã thả hai công dân Mỹ là Judy Tye Ranan và con gái Natalie Shoshana Ranan với lý do nhân đạo sau nỗ lực đàm phán của Qatar. Giới chức Israel ngày 23 tháng 10 thông báo, Hamas đang giữ 222 con tin, không bao gồm hai công dân Mỹ nói trên. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, quân đội nước này đã tổ chức các đợt tiến công cục bộ nhằm vào dải Gaza để xác định và tìm kiếm bất cứ thông tin nào về các con tin. Hai công dân Mỹ bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ đã được thả vào ngày 20 tháng 10. Trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 22 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, ông hy vọng sẽ có thêm nhiều con tin được thả trong thời gian tới. Chúng tôi không biết tại sao Hamas lại chọn thả cô Natalie và bà Judy trước. Hai con tin được thả hôm 20 tháng 10. Tôi sử dụng từ đầu tiên một cách khôn ngoan vì chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người tiếp theo được thả. Đài NBC dẫn lời ông Blinken. Đài CNN dẫn một nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực hành động thông qua các kênh ngoại giao để có thể giải cứu thêm con tin. Cụ thể, theo nguồn tin, chính phủ Mỹ đã đề nghị các nhà lãnh đạo Israel trì hoãn tấn công đổ bộ dải Gaza, tạo điều kiện để đề nghị phía Hamas thả các con tin, cũng như tạo điều kiện cho các xe tải chở hàng viện trợ vào được khu vực này. Chính quyền Israel không xác nhận. Một quan chức cấp cao Israel trao đổi với đài CNN rằng Israel đối thoại và tham vấn chặt chẽ với chính quyền Mỹ, nhưng Mỹ không gây áp lực với Israel về hoạt động đổ bộ. Trong một diễn biến liên quan, ngày 22 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo
Washington sẽ gửi thêm khí tài quân sự đến Trung Đông để hỗ trợ Israel và tăng cường thế trận phòng thủ của Mỹ trong khu vực sau những leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Theo ông Austin, những khí tài quân sự sẽ được đưa đến khu vực gồm một hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối VHAAD và các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Hiện nhóm tác chiến tàu sân bay USS Y.D. Eisenhower đã gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở phía đông Địa Trung Hải. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari ngày 24 tháng 10 cho biết quân đội đã sẵn sàng và quyết tâm cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến và đang chờ chỉ thị chính trị. Ông Hagari cho hay, Israel đang học hỏi kinh nghiệm của Mỹ ở Trung Đông, nhưng cuộc chiến của chúng tôi diễn ra ở biên giới của chúng tôi, chứ không phải cách Israel hàng nghìn dặm. Ông đồng thời cũng tuyên bố quân đội Israel đang chờ đợi nhiều tuần chiến đấu phía trước. Ông Hagari lưu ý, Ai Cập đang đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán giải phóng những người bị các tay súng Hamas bắt giữ đưa về Gaza, điều mà quan chức này đánh giá là ưu tiên hàng đầu của Israel. Trước đó cùng ngày, báo The Times of Israel dẫn các nguồn tin cho biết giới lãnh đạo chính trị Israel có thể hủy kế hoạch tấn công trên bộ vào dải Gaza hoặc dừng kế hoạch này nếu lực lượng Hamas tiếp tục thả những người bắt giữ. Trong diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog khẳng định nước này không muốn tiến hành chiến tranh với lực lượng Hezbollah ở biên giới phía Bắc mà tập trung vào chiến sự với Hamas ở Gaza. Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang ở thăm Israel. Về phần mình, ông Macron khẳng định Pháp đứng về phía Israel, song cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Ông cũng cho biết mục đích hàng đầu là giải cứu các con tin ở Gaza. Các cố vấn của Tổng thống Pháp cho biết, ngoài việc bày tỏ tình đoàn kết với Israel, trong chuyến thăm này, ông Macron đã đưa ra các đề xuất khả thi nhằm tránh leo thang xung đột, trả tự do cho các con tin, đảm bảo an ninh cho Israel và phối hợp hướng tới một giải pháp hai nhà nước. Theo kế hoạch, sau Israel, ông Macron cũng sẽ đến Ramallah gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tổng thống Macron là nhà lãnh đạo phương Tây mới nhất thăm Israel kể từ khi xung đột bùng phát và sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên thăm trụ sở của chính quyền Palestine tại bờ Tây trong thời gian xảy ra khủng hoảng này. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã nhắm vào 320 mục tiêu ở dải Gaza trong 2 ngày qua để trả đũa cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Hãng Reuters dẫn tin từ lực lượng phòng vệ Israel cho biết các mục tiêu mà họ tấn công là các đường hầm và hàng chục trung tâm chỉ huy, căn cứ quân sự mà Hamas đang sử dụng. Trong khi đó, nguồn tin y tế Palestine cho biết đã tiếp nhận thêm khoảng 500 người thương vong. Hầu hết thương vong đều là dân thường. Tại khu vực biên giới, giao tranh tiếp tục nổ ra giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah. Trong một thông báo tối 23 tháng 10, Israel cho biết đã bắn hạ 2 máy bay không người lái mang theo thuốc nổ xuất phát từ miền nam Lebanon định tấn công vào các vị trí của Israel ở khu vực biên giới. Israel đã đáp trả bằng các cuộc pháo kích và không kích bằng máy bay không người lái vào 3 mục tiêu của Hezbollah tại miền nam Lebanon. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đến số thương vong của cả hai bên. Các cuộc bắn phá qua biên giới giữa Israel và Hezbollah đến nay đã gây thương vong cho cả hai phía và được đánh giá là có thể bùng phát thành xung đột quy mô lớn bất kỳ lúc nào. Phía Israel cho hay đã mở một số cuộc tấn công hạn chế vào Gaza như một phần nỗ lực của cuộc giải cứu các con tin đang nằm trong tay Hamas. Về phần Hamas, lực lượng này tuyên bố đã phá hủy được một xe tăng, hai xe ủi và buộc quân Israel xâm nhập vào dải Gaza phải rút lui. Diễn biến xung đột Israel-Hamas đã bước sang ngày thứ 18 và ngày càng trở nên phức tạp đáng ngại. Chiến trường chính vẫn là dải Gaza. Tuy nhiên, những ngày qua, khu bờ Tây của Palestine liên tục chứng kiến các diễn biến leo thang nguy hiểm. Ngày 23 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã thực hiện hàng chục cuộc không kích vào dải Gaza xuyên đêm, biến đêm 22 tháng 10 và rạng sáng 23 tháng 10 trở thành đêm đẫm máu nhất ở Gaza, theo cách gọi của các phương tiện truyền thông. Theo hãng thông tấn Palestine Wafa, có đến 379 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel khoảng thời gian này. Một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất nhắm vào khu Shuhaya bên trong trại tị nạn Jabalia khiến 30 người thiệt mạng. Máy bay quân sự Israel cũng không kích gần hai bệnh viện trên dải Gaza là Al-Shifa và Al-Quds. Ngoài không kích, trong ngày 22 tháng 10, một nhóm lính Israel đột kích vào thành phố Khan Yunis ở dải Gaza. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas cho biết đã đẩy lùi cuộc đột kích, buộc nhóm lính Israel bỏ phương tiện và rút lui. Diễn biến được cho là một trong những cuộc giao tranh trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trên thực địa bên trong dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Haga cho biết
lính Israel đột kích vào Khan Yunis để xác định vị trí các tù nhân bị Hamas bắt ở thành phố này và phá hủy cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố nhằm chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ ở Gaza. Theo ông Haga, một binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 binh sĩ bị thương sau khi trúng đạn từ xe tăng của Hamas. Tình hình ngày càng đáng ngại khi xung đột ngày càng lan nguy hiểm sang bờ Tây. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận đã không kích nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Jenin trên bờ Tây vào sáng 22 tháng 10 với lý do ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra. 3 người chết trong vụ này, theo Bộ Y tế Palestine. Bộ Ngoại giao Palestine phản ứng dữ dội, gọi vụ tấn công là sự leo thang nguy hiểm và là một nỗ lực nhằm đưa mô hình ném bom dải Gaza tới các khu vực ở bờ Tây. Từ khi xung đột xảy ra ngày 7 đến 23 tháng 10, khu bờ Tây mất 92 người, khoảng 1.400 người bị thương. Đài CNN dẫn thông tin từ một tổ chức theo dõi tù nhân Palestine cho biết, ít nhất 85 người ở thành phố Ramallah và thành phố Bethlehem thuộc bờ Tây đã bị lính Israel bắt đi trong thời gian đêm 22 tháng 10, sáng 23 tháng 10. Đã có hơn 1.200 người ở bờ Tây bị bắt kể từ đầu tháng. Đài CNN cho biết đã liên lạc nhưng phía Israel chưa xác nhận. Wafa đưa tin rằng, ngày qua lính Israel đã tấn công vào Ramallah và bắt ít nhất 14 người Palestine. Trước khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, căng thẳng bạo lực giữa phía Israel và người Palestine ở bờ Tây cũng rất cao. Theo số liệu từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA, 8 tháng đầu năm 2023, trung bình mỗi ngày có tới 3 vụ người Palestine ở bờ Tây bị tấn công. Kể từ ngày 7 tháng 10, số vụ tấn công tăng lên trung bình 8 vụ mỗi ngày, khiến 13 cộng đồng người Palestine phải di dời khỏi khu vực. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, Israel tiếp tục tấn công khắp dải Gaza trong ngày 23 tháng 10 và tập trung vào các khu vực xung quanh thành phố Gaza. Trong ngày, Israel đã tấn công các khu vực rộng lớn mà Hamas hội quân. Hàng chục lính Hamas và các chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng. Israel cũng đã chặn 2 máy bay cố gắng bay qua dải Gaza và ngăn cản hoạt động của lực lượng không quân Hamas. Cũng trong ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant cho biết, Israel đang chuẩn bị cho một chiến dịch đa mặt trận nhằm vào Hamas từ trên không, trên bộ và trên biển, theo đài CNN. Ngày 24 tháng 10, Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, UNRWA và Tổ chức Y tế Thế giới, WHO đã kêu gọi đảm bảo các chuyến hàng cứu trợ tới dải Gaza, khu vực đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do xung đột leo thang. Người phát ngôn của UNRWA Tamara Abrifai cho biết, cơ quan này đang kêu gọi duy trì các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo và y tế đến dải Gaza. Cho đến nay, các xe tải chở hàng cứu trợ vào Gaza chỉ đáp ứng được rất ít nhu cầu cấp thiết của người dân tại đây. Đặc biệt, nhiên liệu vẫn chưa được đưa đến Gaza cùng với số hàng cứu trợ, dù đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo các xe tải có thể di chuyển, máy phát điện hoạt động nhằm cung cấp điện cho các bệnh viện và nhà máy khử mặn nước biển. WHO cho hay, nguồn cung y tế và dược phẩm đã được chuyển tới 3 bệnh viện quan trọng ở phía nam dải Gaza. Tuy nhiên, số hàng này cũng cần tới khu vực phía bắc của dải Gaza, một trong những địa điểm có mật độ dân cư lớn nhất thế giới. Giám đốc khẩn cấp của WHO tại khu vực Đông Địa Trung Hải, tiến sĩ Rick Brennan, nhấn mạnh vật tư y tế và nguồn cung nhiên liệu của tổ chức này vẫn chưa thể đến được các bệnh viện ở phía bắc. Hiện có 1/3 bệnh viện và 2/3 cơ sở khám chữa bệnh tại dải Gaza đang không thể vận hành. Trước tình hình này, WHO kêu gọi các bên hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Cùng ngày, Nga đã kêu gọi Hamas ngay lập tức thả tất cả những người đang bị phong trào này giam giữ. Trả lời phỏng vấn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow đang tận dụng mọi cơ hội để đàm phán với tất cả các bên liên quan về việc giải thoát cho các công dân Nga bị Hamas giam giữ. Mặc dù chưa thành công, song Nga sẽ duy trì những nỗ lực này. Bên cạnh đó, Điện Kremlin cũng nhắc lại lời kêu gọi sớm đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Hamas-Israel và hướng tới giải pháp hòa bình trên cơ sở thành lập nhà nước Palestine. Trong khi đó, do lo ngại an ninh, hãng hàng không Emirates Airlines của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã đình chỉ các chuyến bay tới và đi từ Tel Aviv cho đến ngày 14 tháng 11. Trong thông báo, Emirates Airlines cho biết đang theo dõi sát tình hình tại Israel và liên lạc với giới chức liên quan. An toàn của khách hàng và phi hành đoàn hiện là ưu tiên hàng đầu của hãng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!